Tôi đang mang trong mình một khả năng nhớ lại rất rõ mọi thứ đã ghi nhớ. Bắt đầu từ bây giờ, trí nhớ tôi đang càng lúc càng trở nên sắc sảo và nhạy bén hơn. Tôi gạt bỏ bất cứ ước muốn nào khiến tôi quên mọi thứ. Tôi thấy mình dễ dàng nhớ tên những người tôi đã gặp bất kể lâu hay mau. Tôi nhanh chóng nhớ ngày giờ và các nơi chốn. Tôi dễ dàng nhớ lại những chuyện xảy ra hồi xa xưa. Tôi nhớ được các sự kiện biến cố đã xảy ra cách đây không lâu. Nhớ từng chi tiết. Tôi tin trí nhớ của mình có thể giúp tôi nhớ lại mọi điều khi tôi cần. Tâm trí tôi hoạt động rất hiệu quả. Trí nhớ của tôi hoàn toàn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Não bộ tôi giống như một chiếc máy ghi hình, lưu trữ lại hết mọi điều tôi từng thấy, từng nghe, từng nếm, từng chạm hay từng cảm nhận được. Nó cũng lưu trữ lại hết mọi ý tưởng tôi từng nghĩ ra. Mọi thông tin cần thiết đều nằm trong não bộ của tôi. Và tôi có thể truy xuất bất kỳ thông tin nào vào bất cứ lúc nào tôi cần. Trí nhớ ngắn hạn của tôi thật hoàn hảo. Trí nhớ dài hạn của tôi cũng thật hoàn hảo. Luôn sẵn sàng để phục vụ tôi bất cứ lúc nào. Từ bây giờ trở đi, bất cứ khi nào tôi cần nhớ lại một thông tin nào đó, chỉ cần tôi thư giãn thì lập tức các thông tin đã lưu trữ sẽ xuất hiện nhanh chóng trong ý thức của tôi với mọi chi tiết rõ ràng. Từng ngày, khả năng nhớ lại mọi sự kiện, mọi thông tin của tôi càng lúc càng trở nên mạnh mẽ và nhanh chóng hơn. Càng lúc tôi càng trở nên tự tin về khả năng ghi nhớ và hồi tưởng lại mọi sự tôi biết. Tôi rất thông minh và tâm trí tôi thật sắc bén, nhanh nhạy và đầy sức mạnh. Trí nhớ và khả năng của tôi sử dụng nó thật tuyệt vời. Lúc này tôi đang có một trí nhớ thật sắc sảo. Trí nhớ tôi giống như một chiếc máy ghi hình. Nó ghi lại hết mọi điều tôi thấy và nó nhớ lại hết mọi điều tôi nghe, chính xác đến từng chi tiết. Tôi tưởng tượng rằng trí nhớ của tôi có một nút play và tôi chỉ cần nhấn vào đó thì có thể coi lại tất cả những gì đã được lưu trữ. Tôi có thể nhanh chóng và dễ dàng tua lại mọi thứ tôi đã ghi hình, bất cứ thứ gì tôi đã thấy hay đã nghe. Trí óc tôi giống như một chiếc máy tính tối tân với bộ nhớ không giới hạn. Mọi thứ tôi đưa vào trí óc mình đều được lưu trữ trong ngân hàng ký ức. Tôi chỉ cần nhớ một từ khóa nào đó là có thể truy xuất bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong đó. Trí óc tôi giống như một chiếc máy tính hoạt động cực nhanh và cực mạnh. Tôi truy xuất thông tin rất dễ dàng và nhanh chóng. Chúc bạn có một trí nhớ nhạy bén và sắc sảo.